Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin cập nhật thế giới 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng các nước đối tác là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, gọi tắt là ASEAN cộng 3 đã đồng ý khám phá các mạng lưới an toàn tài chính mới trong trường hợp xảy ra đại dịch và thiên tai trong tương lai. Thỏa thuận được nêu trong tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN Cộng 3 được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc vào ngày hôm qua tuyên bố chung chỉ ra rằng các điều kiện tài chính thắt chặt hơn bên cạnh sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa toàn cầu cao hơn gây ra những rủi ro tiêu cực đối với triển vọng của nền kinh tế khu vực. Tuyên bố cho biết thêm, cuộc họp đã nhắc lại sự cần thiết và duy trì cảnh giác đối với tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ và châu Âu, dù tác động trực tiếp của nó đến châu Á là hạn chế tuyên bố kêu gọi tăng cường và tạo ra một cơ sở tài chính nhanh chóng cho phép các thành viên tiếp cận nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu cân bằng cấp bách phát sinh từ những cú sốc ngoài sinh bất ngờ chẳng hạn như đại dịch và thiên tai các thành viên có kế hoạch xây dựng các đề xuất về các phương thức cụ thể của cơ sở vào cuối năm 2023. Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự của Myanmar tại Naypyidaw ngày 2 tháng 5. Các quan chức địa phương cho biết, đây là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc gặp vị tướng hàng đầu của nước này kể từ cuộc đảo chính hơn 2 năm trước. Theo tuyên bố bằng tiếng Myanmar, ngoại trưởng Trung Quốc nói với người đứng đầu Myanmar rằng, Trung Quốc sát cánh cùng Myanmar trên trường quốc tế. Trung Quốc tán thành việc cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền của Myanmar. Myanmar chìm trong bạo lực kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 2 năm 2021. Trung Quốc là đồng minh và nhà cung cấp vũ khí chính cho Myanmar và đã từ chối lên án việc giới quân sự tiếm quyền. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với Fox News được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 2 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch phát động cuộc phản công Nga trong vài tuần tới. Ông Blinken cho rằng các kế hoạch ban đầu của Nga cho cuộc xung đột đã bị phá sản. Người Ukraine có kế hoạch phản công trong những tuần tới. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra theo ông, thắng lợi trên chiến trường của Kiev là cách nhanh nhất để bắt đầu các cuộc đàm phán sẽ mang lại hòa bình bền vững. Trong khi đó, trên kênh truyền hình CNN dẫn lời một binh sĩ Ukraine tên Arthur cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công từ lâu. Arthur cũng thừa nhận một số đồng đội của anh không tin vào thành công của cuộc phản công. Mỹ đang triển khai thêm 1.500 binh sĩ tới biên giới với Mexico để đối phó với dòng người di cư, dự kiến tăng mạnh từ tuần tới. Số binh sĩ tăng cường sẽ tham gia cùng khoảng 2.400 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ xử lý hồ sơ nhập cư và duy trì an ninh. Bà Karin Jean-Pierre, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết họ sẽ làm các công việc hành chính như nhập liệu, vận chuyển hàng hóa. Họ không làm nhiệm vụ của lực lượng thực thi pháp luật hoặc có tương tác nào với người nhập cư. Quân đội Israel tối qua đã không kích hàng loạt mục tiêu của Hamas ở Gaza, được cho là đáp trả cơn mưa tên lửa nhằm vào nước này cùng ngày. Quân đội Israel cho biết mục tiêu không kích là các trại huấn luyện của lực lượng Hamas ở khu vực ven biển. Trước đó, truyền thông Israel đưa tin các chiến binh Palestine ở Gaza đã bắn ít nhất 26 quả rocket vào miền nam Israel vào sáng sớm cùng ngày, làm bị thương ba người, trong đó có một người nước ngoài. Căng thẳng leo thang sau khi ông Kader Adnan, thủ lĩnh cấp cao của phong trào Jihad tử vong sau 87 ngày tuyệt thực trong nhà tù Israel. Hàng trăm người Palestine đã xuống đường ở Gaza và bờ Tây để tưởng nhớ ông Adnan, Phía Palestine mô tả đây là một vụ ám sát Bộ Ngoại giao Nam Sudan hôm qua cho biết Quân đội quốc gia Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bắn quân sự Đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn mới Kéo dài 7 ngày dưới sự trung gian của Nam Sudan Bộ cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào thứ Năm Và các bên tham chiến cũng đồng ý bổ nhiệm các phái viên cho các cuộc đàm phán hòa bình Bộ cho biết, thỏa thuận đạt được sau khi Tổng thống Nam Sudan kia định nằm trực tiếp với các chỉ huy của cả hai bên, kêu gọi các bên tham chiến ấn định ngày đàm phán hòa bình. Các cơ quan y tế của Sudan cho biết, ít nhất 528 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực nổ ra vào ngày 15 tháng 4. Các phe phái quân sự đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn trước đó thêm 72 giờ kể từ thứ Hai. Nhưng các báo cáo địa phương cho biết, tiếng súng và pháo kích vẫn tiếp tục vào thứ Ba ở thủ đô Khartoum và các nơi khác. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật thế giới 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.